thì nó không có còn thể chế của thiên ma nữa, đâu cần thủ đây nữa. Còn cái bình thường lại là do tất cả các con, các cả chúng sanh, họ còn tham chút tiền, họ còn ích kỷ chút, nhưng mà cái sự bất công sẽ không còn nữa. Bất công là ma mị, trắng nó đen, đen nó trắng vậy đó. Sau này nó không còn cái đó nữa. Vì tất cả chúng ta ngồi thiền đọc kinh mỗi ngày, không ai gạt chúng ta được. Rồi sau đó, đó mở một chút nhãn thông nữa, thôi khỏi nói luôn. Ôi sao thứ ba bữa này con hiền quá vậy, im re ta. Hôm nay ngồi cái bữa nay tú ơi, đứng ăn mấy đứa không? Ngủ bằng tin chỗ trống nè, mình đâu có nhiều thời gian đâu. Hết chuyện rồi, xong mấy con mai rồi đi về hết rồi. Đùm gom lên đây, đây ngồi gần gần đi, ở vui. Đừng hát. Đừng hát. Hả? Cái chuyện này thiếu tự nhiên đi mà bị vậy mới biết là đệ tử trung thành phải không? À, ở đây á, thì có Hải Hiêu Tanh có tính, nên hai thằng này á phải đặt cái tên gì ta? Đây con này, thấy con thấy hai này tránh giống giống không? Không thấy ai chồng người còn đây à, bây giờ ông nghiệp mà nhìn khá xa so với gom lên ngồi chỗ này, không gian có nhiêu đây, mọi người chúng ta mỗi người mỗi nơi ha, muốn gom cái người gom cũng dễ ha. Vé máy bay là tới hết. Công nhận vỗ tay. Con tinh thần lòng tin vững mạnh. Cha cũng thường dạy, phụ dạy mấy con phải giữ vững lòng tin. Đức thầy về á là cao đồ cũng sẽ không có thấy nữa, cao đồ chỉ nói chuyện bằng âm thanh thôi, giống như nãy làm vậy, nãy thì hộ quay bằng cái này cái điện thoại, chứ giờ cao đồ nghĩ nói chuyện sao, nói chuyện như kiểu mà ngoài thì nhập định cao đồ có nhập định được đúng không? Mình cũng như bên cao đài á, từ xưa giờ chỉ chạy chỉnh vậy nè. Cái ngày hôm qua cái bác mà với ông bố nghe cũng răng là rụng rồi, tóc giờ cũng bạc mà không rụng tóc không phải ngày nào cũng chờ từng ngày cũng mới như thụ thôi, cứ nghĩ là không còn bao xa là chim hiền được về tổ. Nhưng mà ngày hôm qua thì ở trên một vị lớn ở trên về nói là lúc mà nói chuyện xong cũng từ giả như kiểu mình ta sẽ gặp các ngươi trên đất mẹ, mà nói với ông bác mẹ với ông bố chứ hỏi nói sư phụ là dư sáng rồi, sư phụ đã cá độ với ông Đạt Lai Đạt Ma rồi, tại mấy vị hồi xưa ô ngài đừng lo cái ông kia ông ngợt cũng tám mấy chục rồi, tại sư phụ lo phần sư phụ không có lo phần sư phụ nữa. Mà ngày hôm qua cái gì đó là nói chuyện với hai ông già đó, thầy là bao lâu hai ông già đó với ông già này, con nghĩ ông nào gần hơn, giờ mình cá độ ông nào đi trước bao không hả? Không thì ngày hôm qua cái gì nói là hai ông kia sẽ cầm cái lá cờ này về bả thiết nữa, cầm cái lá cờ này luôn. Thầy hỏi ông nào ông nào đi trước mình
Tôi nguyện tôi còn để mà tôi cầm lá cờ đó. Cái lá cờ đó nó không phải là gây hận thù, mà cái lá cờ đó là lá cờ để mà lấy lòng tin railway với Mỹ. Nên nhớ Mỹ nha, là mấy con làm ăn công ty cũng vậy, ISO cũng vậy. Luật Mỹ nó có cái cấm vận á, rồi sanction á, nó có nhiều cái để nó remove lắm. Một bước một mà lên trời mà nó làm liền á, không bao giờ. Nó cũng vẫn là 20-30 năm á. Chứ thằng này á, lẽ nhất là vì nó đã có nằm trong cái record rồi, hiểu không? Cho nên tại sao tôi giải thích vậy luôn á, mà không ai hiểu. Tại sao cái phi trường thân nhất mà giờ mình đi máy bay quốc tế vẫn còn chữ Sài Gòn, đúng không? Đâu có nói thành phố Hồ Chí Minh đâu. Thì cái này nó đã có cái cũ rồi. Ồ, thì lúc đó người Mỹ sẽ nhìn là 50 năm miền Nam gọi là giải phóng đi, nó kêu là nội chiến bình thường thôi. Một quốc gia cũng trở lại một quốc gia cũ, dân tộc Việt Nam cũng là dân tộc cũ, đúng không? Tại mấy Bắc Cộng cũng là người Việt đó, Việt Nam, ông Hồ Nguyễn đúng không? Con Hồ Nguyễn luôn á, em ơi là Việt Nam. Chứ nó không có phải là người miên chiếm mình rồi mình chiếm lại, thì nó hai chuyện khác. Nó hiểu cái concept của Mỹ, nó có công thức nó làm việc á, nó phải có lý. Thì từ đó mình mới thành cường quốc lẹ được. Không lông màu à, nó có những cái quốc tế đâu phải dễ đổi. Cũng giống như hồi xưa lúc mà Đức Thầy mất tích á, ngài ở thời Nhật Thiên Điển á, giữ của ngài $1 trillion, rất là nhiều tiền. Và đồng thời hàng năm á, nhà băng Thiên Điển phải trả tiền lời cho nước Việt Nam khủng khiếp. Sư phụ có cái video mà nó vô nhà kho á, này của ngài á, ở bên tỉnh chờ sư phụ. Mà chỗ nó ở này đâu phải có tôi của sư phụ tôi. Ừ, có nữa. Mà mấy ông Việt Nam mà muốn lấy cái đó thì nhìn quốc tế nó không có được. Nhưng đứa thầy không có con cháu gì đi. Ông Việt Nam trẻ được xin trước. Không, nó có những cái mà người đời không bao giờ hiểu. Thầy sư phụ là ở cái label thì có những người tự nhiên. Ở Việt Nam á, nó có một số người rất là đông, mà họ cũng là chính trị, họ cũng là tâm linh. Mỗi một lần mà sư phụ mà làm gì á, là họ là người chỉnh đầu tiên, họ là người nghe clip đầu tiên. Cũng giống như sư phụ mới có ca bỏ clip ra, thái tử ơi, ngài là giáo chủ mà sao ngài cứ ca hoài, ngài ca dở quá. Sau này mấy đứa nhỏ nó bắt chước ngài, nó ca nó không chịu tu mình sao. Trời ơi, mấy ông đi phò mình, mấy ông đi cầm lên lại với mình, ông già không à. Cái mình nói, ông nói là chắc tuổi ông lớn tuổi rồi, thì tôi độ ông đã tin tôi, đã tử tôi có ca dở ca hay, thì ông tin, ông cũng phải là tính thôi, cũng phò cũng phải là phò thôi, đúng không? Vậy chưa? Còn mấy đứa nhỏ nó đâu có thích nghe thì nói chuyện nhảo nhảo mà tâm linh kiểu này, thì nó ca để nó có điện thanh rồi từ từ mình mới dụ nó, thì cái ý mình là vậy. Để sư phụ làm gì cô hỏi bà trên có nên hay không nên. Cái bà trên vậy đó, ở trên nó Chúa cũng ca, Phật cũng ca. Con không có làm giới lực, mà giới lực ở dưới thế gian á, Phật ca nói là tăng ni không được ca. Con đâu phải tăng ni. Ở trên giới lực vậy đó. Cho nên chỉ có người là gọi là chấp thôi. Còn cái ca dở ca hay thì là một chuyện khác đúng không? Mà mình cố tình dở để nhớ mình dài. Sao? Mấy đứa ca hay đàn những hướng ca hay quá, ta ngang bản rồi, ta quên rồi. Ca dở để ca sai danh từ đó, chặt giọng nữa không có nhớ dài. Ok rồi, mình mấy giờ rồi đây? Đi về chưa? Là 10 giờ rồi. Lẹ.
mấy ngày, mấy ba bốn ngày mấy con qua đây sửa thì cho chia tay thì có tội nghiệp đó, bỏ con việc làm, bỏ tiền của qua đây ngồi nhưng mà gặp được Phật quá lời. Tại vì xưa thời chinh chiến La Mã, tụi người La Mã đó, nó có thể dùng cái tôn giáo để nó đi thống trị thế giới. Cái xác Chúa bảo đảm không ai tìm được, có thể nó chôn cái gì làm bậy bạ ngay chỗ đó là nó lập lên thôi. Mấy người Mỹ vô thì con á, cái thấy con để ông Phật Di Lặc bằng ngọc xanh trên bàn con, mấy bà lại rờ đầu ổng, nó đẹp quá, con nó đừng rờ đầu để bà có được rờ đầu ổng. Giống như hoa Mỹ như bà Veronica vẫn đèn của tổ, cái rùa lúc đang bận là chưa nói chuyện kịp với tổ thì đã quấn khúc rồi, cái hồi cái Veronica muốn quấn kinh nữa, cái hồi mới hỏi tổ, tổ nó vô quá ngại, nghĩa là tổ nó cứ quấn thoải mái đi, không sao chứ vô quá ngại là quấn thoải mái, không biết không, không trả lời vậy, tổ mình á, cái gì là trực tiếp không á, giống như bữa thụ làm cái bàn á, thị phụ xuất hỏi cái ông cầm kiếm á. Ông Tứ Đại Thiên Vương á, ông nói ngày làm sao miếng đẹp được. Thật sự mấy gì không có chắc. Không có tâm đạo đây ta. Tâm đạo đi hả? Anh thử đây không? Anh thử rồi về nói lại với sư phụ của con nghe. Anh thử nhắn lại con nói sư phụ của con là tâm đạo là sư phụ con phải không? Còn hoài tâm là sư mẫu sư tột không? Hồi nãy thì hôm đang đói bụng quá, cái hôm ăn tâm đạo lo lại cha lại mẹ không lo, lo sát sư phụ, sư phụ quản hồn. Tại vì trước mặt mấy sư phụ của sư phụ là ở ngày đó, cha ngày đó mà là không lại mấy gì đi lại mình nhỏ cũng sùm luôn. Gài mình lên để cho cha không có thích mấy cái đó, thổ ít thích này thì lại cho phụ năm đạo tu vậy hiểu không? Không có nên mấy cái gì đứng trước mặt của mình á làm vậy, cái mấy gì trách phụ nó giống như phụ có cái ngã hay sao? Mấy cha thì đứng đó sờ sờ đó, Long Dương nữa, mẹ nữa, Long Mẫu nữa. Mình buổi lễ rồi thì hồn ấy nó giữ đi. Gặp mình là cứ lại mình. Mình lại mấy gì cũng chết luôn. Đây đối trung tâm á, người Mỹ hỏi giống như là ý nghĩa gì con không biết thế nào. Chúa Giêsu của mày xưa hứa mày cái gì? Chúa Giêsu lên lớp từ elementary lên high school. Tại thiên tâm mình nó khó dễ mình cho high school đi. Rồi đạo Phật chánh tâm á là họ buông hết tất cả đó để mà thành Phật cho lẹ đó thì cho họ đại học đi. Con hiểu không? Thì mình cứ mình high school được rồi. Đây mình cũng còn hàng tam tịnh nhục, thì mình cũng còn vợ chồng đúng không? Thì coi như mình thua đi, nhưng mà mình cũng là học Phật. Nhưng mà trong một số đệ tử thiên tâm về lâu dài á, mà muốn đại học á, là cũng dẫn thiên tâm rồi hạ thủ công phu, cũng phải tuân theo những cái giới luật của Phật Thích Ca. Còn giới thiên tâm của mình thì làm vậy đó, để mà mình lấy số lượng đông chung dung toàn thế giới. Còn khó như đạo Phật á, ít ai theo nổi. Mà như bên công giáo á, thì hôm nay chỉ có hai cuốn kinh tới đó là hết cái nấc thang để mình leo rồi. Thì cho nên giờ Chúa tái lâm lại cho lên lớp.
con giải thích gì dễ. Con nên dạy những gì con biết á, là con dạy hết. Chủ yếu là thiên tâm mình là ngồi thiền là chính, để tâm nó tịnh. Còn bên đạo Phật và đại thừa đó là họ chủ trương là niệm Phật không à. Nếu mình niệm Phật nhưng mà cái tâm nó đâu có, nếu mình biết niệm liên tục á thì cũng gọi là thiền đó, nhưng mà cái đó nó không có phải. Có người đạt được cái đó gọi là tâm bất loạn. Cái quan trọng á là khi tôn giáo, có nghĩa là mình ghi tên vô một cái trường học, thì trong trường học nó có cộng lực, thì giống như con gần Cảnh Tú, gần sư phụ, thì cái lực hiện từ nó cũng lây qua con có tu dở con cũng sẽ hiền theo. Thì cho nên tại sao từ những loài thú, loài người, tất cả các loài đều phải có bạn, có đàn, phải đi như vậy. Con nào đi lẻ loi là bị sơi tải. Ở dưới thủy cung cũng vậy, trên bờ cũng vậy con thử. Đó là tại sao chúng ta phải quy tụ. Làm gì làm phải có nguyên tắc của sư phụ. Không có được giận nhau ban ngày, không có được hỏi chuyện cá nhân, hạch hỏi chuyện cá nhân, soi mói cá nhân, không có được mượn tiền của nhau. Thì mấy đứa con sẽ giữ tình tỷ muội huynh đệ bền vững. Còn mà sai quy tắc của sư phụ thì là coi như là sai rồi. Thì một cái gia đình nào cũng có quy tắc, cái đó là riêng sư phụ quy tắc đó. Còn quy tắc của cha đó là 12 giới lực đâu đấy. Của cha, còn của sư phụ có 3, dễ ợt, dễ làm. Dễ không? Mấy con thấy cái đó dễ không? Hả? Không giận nhau quá hơn ngày dễ ợt. Đâu khó đâu. Chào cười, hồi nãy là đệ tử này á, sao con lại cạo tóc về, thì giải thích nghe thử. Dạ, thưa sư phụ, con không tính gì, con chỉ là xuống tóc giao duyên thôi. Con cứ ngồi nói chuyện dạ. Bình thường đi, xuống tóc giao duyên. Dạ, chứ con không phải là xuất gia giao duyên. Nhưng mà tại sao phải xuống tóc giao duyên? Dạ, thưa sư phụ, con muốn trả ơn cha mẹ với ân sư của mình. Trời ơi, là con đúng mà. Là con không có gì cần cha mẹ. Chứ lúc trước thì hồi thấy tóc còn muốn đẹp á. Con tóc giao duyên cạo kiểu này cũng ra mà chứ thật. Ra hả? Lâu lắm hả? Tóc tai của cha mẹ mình trả về cho cha mẹ thôi, không có gì. Nó không là một cái nguyện thì cũng tốt, không ý, không có gì. Ba mẹ còn sống là mất. Dạ thưa sư phụ, vẫn còn nhưng mà con không ở gần. Người ba mẹ có buồn hay vui thấy con xuống tóc như vậy? Thực ra là mọi người không có biết. Không biết hả? Dạ. Con nói chung dễ vậy. Dạ, con xin chào. Đứa đệ tử này cũng lạ. Mấy con dám xuống tóc kiểu gì hả không? Dạ mà. Dạ. Xuống đi chào. Con hả? Xuống. Xuống vậy hả? Tóc thô là hai tuần nữa ra đúng rồi. Thô đâu nhầm gì đó, chỉ nhỏ. Gắt kìa mấy đứa con kìa. Xuống tóc giao duyên trả ơn cha mẹ. Con nói chuyện đúng là con yếu. Thô rất là hoan nghênh. Nhưng mà mình phải làm gì nó có thực tế hơn con. Có tiền mới gửi về cha mẹ. Muốn tóc má không có xài được. Biết nhưng mà mình cũng phải có để cho anh em trong nhà. Nhiều mình có ít, mình thì ít, nhiều cái nhiều cũng phải gửi.
chứ còn ở xa mà con không có về được, không có chở ông bà già đi ăn được, con cũng thấy buồn đúng không? Thì con làm cái đó là cho con gửi tiền là cho ba mẹ con. Hiện giờ con xuống tóc là cho con, để mà con cảm thấy là an ủi đúng không? Con có gửi tiền ba mẹ con xài, tại Việt Nam lúc nào cũng cần tiền hết, mình cũng cần cả hai. Với lại thưa sư phụ, với lại con mỗi lần con gửi con hay xin lại, giống như là ví dụ chẳng hạn con gửi 300 350 ví dụ vậy đi. Thì con nói là cho mẹ mami cho con xin lại 50, xong mami dùng cái tiền đó mami đi làm từ thiện, thì coi như là cái tiền đó là tiền của mami, tức là con gửi là biếu 350 nhưng cho con xin lại 50, thì tạo cái cơ hội cho mẹ được giao du. Mami con ở đâu? Dạ gia đình con là người ở Hải Phòng. Hải Phòng. Dạ. Nơi đó không có người, nhiều người biết đạo. Ông mốt thu về lập nhờ Phạm Nhật Dượng lập chùa Thiên Tâm ở đó. Dạ. Tại mốt nó cũng làm bạn với phụ à. Đồ khoát đó, tại đồ khoát. Cho nên là bữa. Bộ hổm phố bộ xa, bộ nhắn cho bộ á, bộ đậu nói xấu nó đâu, xe mày á, tao phá, nhưng mà tao nhắn sẽ thử, đụng nó bay, nhẹ quá, tao bảo cái ngọ, cái mũi đó, không có một cái người nào mà không bị chửi con, hôm nay Bình Dương bị chửi, Trần Nhật Phong bị chửi, Chu Quốc Huy bị chửi, ông Tạ Đức Thí, Charlie Nguyễn, thị trưởng Mết Minh ta, không có ông nào không bị chửi, có mình thư vụ là không bị chửi. Kỳ thiệt, cũng mong nó chửi sao. Con nhớ coi cái clip thì đó không à, cái vụ mà mê gà hả, một xe bên Pháp không mà quen cái buổi tiệc đó đó nó cái buổi đó phải nhờ ai ta, ai là người mà thiếu cái khăn đó vậy, buổi nhớ cái khăn lúc nào tặng nè. Ngay thời điểm tại nhiều người tặng cái khăn loại đó, sư phụ không biết là ai có khăn đó, mà trong xe cũng hết nghe nó có cái khăn đó, mà sư phụ vô tình hay là cố ý, nó lạnh quá cái bữa đó, hình như là cũng năm mấy độ, 50 độ 40 độ, sư phụ là quất, mà nhờ quất cái đó mới không bị chửi. Thiệt đó, đây một buổi tiệc lớn nghiệp có biết bao nhiêu à, tổng cục 2 năm dụng trong đó rồi, cũng, rồi mấy ông HO cực đoan cũng 5 dụng chổng cho đủ phe hết, mà nhớ khăn đó mà không bị người nhiều quốc gia hải ngoại chửi. Cho nên cảm đứa này là cảm ơn đứa là tử nào tiêu khăn đó bữa đó. Cậu chồng của Tùng. Cái hàng đó thì thụ nhớ là nó không có dấu thiền tâm, chỉ là thường thôi. Tùng hay đen. Tại cái đó nếu mà con về chính trị nó là big deal. Trước mặt đó là mình đưa cái strategy của mình rồi. Thì sau này thụ mới hỏi lại là mấy gì khiến vậy? Là vì sau này á, những cái người mà trong đó bị mất uy tín á, sư phụ ơi, để nói lại cộng đồng người Việt, khi mà con ra ngoài đời á, mà con dựng cờ đó, là cái ý tưởng mình sao nó dính cứ ngắt với mình, mà khi mà con bị cộng đồng mà nó ghét rồi là con có bỏ 10 tỷ cũng sửa không có được á. Nó khó cái chỗ đó, cũng không phải là mình nói là không ưa ha, quốc gia nha, quốc gia cũng có cụ trong đó, rồi chỉ hờ nói là không ưa cái án, thì thôi chỉ là chuộng cái thiện thôi. Rồi từ đầu cái clip đầu tiên tới giờ tới ngày hôm nay cũng là như vậy, thôi chỉ là theo cái thiện thôi. Trời ơi, sư phụ coi tướng lại á, chỗ ở trong đó quân của cha gửi xuống nhiều lắm á, 5 dũng chồng không dám nói tên, phải mấy ông đang nắm chức bự lắm. Để chút về coi thử bài sớ đi viết gì mà mấy vị khen quá trời. Không, mấy vị đã khen âm trên đàn ông vô. Thùa Thái Tử, Thái Tử đọc cái bài đó, mấy vị quá trời cảm động. Cha cũng cảm động à, tôi chúc ngài, cậu nói chuyện với Thùa, chúc ngài được
toàn ý là tội nguyện, ý là tội thành ý nguyện, ẩm chút vậy đó. Cha thì cha nói ok. Your wish. Your wish comes to mind. Cha cũng vui. Cha vui, mẹ vui, Long Dương cũng vui. Mấy vị Phật cũng vui. Ok rồi, thôi mình đi về hả? Về nghỉ ngơi đi. Giờ cũng mệt rồi. Sáng giờ mình cũng mệt rồi, ngủ rồi. Gác rồi mấy con, nhớ mắt lên rồi.